Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Chim Cảnh Thú Cưng. Video này mình sẽ tiếp tục giới thiệu về một số hình ảnh của những con chim bảy màu mà mình nuôi, đồng thời trao đổi chia sẻ với các bạn một số vấn đề trong quá trình nuôi và chăm sóc con chim bảy màu để chúng ta cùng nhau tham khảo. Mời các bạn theo dõi nội dung của video này. Các bạn xem video, nếu thấy có ý nghĩa thì xin các bạn tiếp tục ủng hộ kênh Chim Cảnh Thú Cưng bằng cách đăng ký kênh, like và share giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở video trước thì mình có chia sẻ với các bạn về cái địa điểm mới mà mình nuôi những con chim bảy màu này. Hôm nay thì mình quay một số cái cặp chim mà mình hiện có. Một số thôi nha các bạn, bởi vì nếu mà quay hết thì cái video nó rất là dài. Thế nhưng mà hôm nay thì mình cũng quay hơi xa xa thôi, cho nên là thấy không rõ lắm. Bởi vì mình quay lúc sáng, lẽ ra thì vào sáng sớm thì chúng ta không nên tác động nhiều vào cái đàn chim của mình, vì chúng ta biết là khi con chim qua một đêm như vậy thì nó rất là đói. Sáng sớm khi chúng ta mở đèn lên thì nó tập trung nó ăn, những con có con thì nó ăn để nó vào nó cho con nó ăn, và những con mà nó đang sinh sản, nó đang sinh sản đấy thì nó ăn xong hoặc là nó chưa ăn thì sáng nó nhảy vào ổ nó chuẩn bị nó sinh sản. Cho nên một điều mà chúng ta chú ý là khi chúng ta tác động vào những cái đàn chim của mình thì chúng ta không nên tác động vào buổi sáng. Hôm nay sáng sớm thì mình làm cái clip này thật sự ra là nó không có khoa học, nhưng mà vì buổi trưa thì mình bận công việc cho nên là mình tranh thủ mình làm buổi sáng này. Tất nhiên là mình làm không thường xuyên các bạn. Nếu mà khi mà chúng ta có tác động vào thì khoảng trên 9 giờ, khoảng 10 giờ thì chúng ta tác động vào thì lúc đấy con chim nó đã ăn no rồi. Cái thứ hai nữa là khi con chim nó sinh sản thì nó cũng đã sinh sản xong rồi. Và nếu mà con chim mà nó có đang nuôi con ấy thì nó cũng vào nó cho con nó ăn xong rồi. Cho nên là lúc đấy mình tác động vào thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến con chim. Thì chúng ta biết là con chim bảy màu thì nó rất là nhát người, cho nên là khi chúng ta tác động vào thì nó sẽ gây một cái cú sốc, và như vậy thì nó sẽ không tốt cho cái đàn chim của mình, nhất là những con đang nuôi con còn nhỏ hoặc là đang sinh sản. Nói như vậy không có nghĩa là vào buổi sáng sớm thì chúng ta không tác động, nhưng mà chúng ta chỉ tác động khoảng cái giờ đó như mình đã chia sẻ. Bởi vì thông thường là chúng ta cho ăn rau xanh ấy, thì các bạn lưu ý là nếu mà khi mà chúng ta có cho ăn rau xanh thì chúng ta cho ăn vào buổi sáng thì nó sẽ tốt. Bởi vì con chim của mình là nó ăn rau xanh nó sẽ hấp thu nhiều cái vitamin, và vitamin thì ăn vào buổi sáng thì nó hấp thu tốt hơn vào buổi chiều. Cho nên là nếu mà có cho ăn rau thì chúng ta cũng cho ăn vào khoảng thời gian đấy thì sẽ hợp lý. Các bạn thấy mỗi lồng chim thì mình có để hai cái cọng cây chùm trong đấy. Cây chùm thì chúng ta cũng không nên cho ăn thường xuyên, một tuần là cho ăn cỡ 1 đến 2 lần là vừa các bạn nhé. Vì thực ra thì cây chùm nó không có chất dinh dưỡng nhiều, protein trong đấy nó không nhiều, nó chỉ có cái hydrat là nhiều thôi. Rồi cái đấy thì nó rất cần thiết cho cái tiêu hóa cũng như là nó làm cho con chim chúng ta năng động hơn. Và một cái điều rất thú vị là cái cây chùm thì con chim nó rất là thích, cho nên cho ăn cây chùm thì cũng kích thích ăn cái con chim. Thế nhưng mà cũng cho ăn hạn chế thôi, không nên cho ăn nhiều. Và các bạn cũng thấy là ở mỗi lồng chim như vậy thì mình để từ 1 đến 2 lon cá mòi ở trong đấy. Nếu cái lồng nào có 1 lon thì mình dùng để cho con chim nó ăn rau xanh. Mình trồng rau mầm xong rồi mình nhỏ vào, rửa sạch mình để vào cho nó ăn. Ăn xong rồi mình lấy cái hộp lon đấy ra. Các bạn cũng thấy là có những tổ như vậy thì có 2 hộp. Trong đấy có 1 hộp là mình để thức ăn vào. Thức ăn bình thường như mình cho nó ăn thôi, nhưng mà thêm một ít láng vào. Những cái ổ đấy thì nó đang nuôi con. Chúng ta biết rằng với cái cống mà chúng ta để cho nó ăn thường ngày thế thì khi nó đói thì nó mới vào nó ăn. Còn khi mà nó có con thì đòi hỏi phải có một cái lượng thức ăn nhiều hơn để nó cho con nó ăn. Như vậy thì khi chúng ta để cái hộp con cá mồi mà chúng ta đựng thức ăn trong đấy thì con chim nó rất là siêng đến đó nó ăn. Và nó ăn nhiều chừng nào thì nó cho nó con nó ăn tốt chừng đấy, và như vậy thì con chim của con của mình nó phát triển rất là nhanh. Đợt này thì cái đàn chim của mình sinh sản cũng được khá nhiều các bạn. Rồi sau khi mà mình di dời về chỗ mới nó ổn định, bắt đầu nó sinh sản. Rồi cho tới nay thì nở thì cũng khoảng được 7-8 ổ, cả chục ổ rồi. Mỗi ổ trung bình khoảng 4 con.
và đợt này lua về siêu cũng khá nhiều. Và nó đang đẻ và nó ấp thì cũng được 7-8 mẫu, chục ổ gì đấy. Clip sau thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về những con chim nó từ 10 đến 15, 20 ngày tuổi cho các bạn xem cho vui. Hôm nay thì nó cũng còn hơi nhỏ, nở khoảng được mới có tuần thôi, cho nên mình cũng hạn chế chăm sóc nó nhiều. Và có một điều mà ở đây mình cũng rất là chú ý, và mình nghĩ rằng các bạn nuôi chim, dù là chim bảy màu hay là các loại chim khác cũng như vậy. Chúng ta biết là bây giờ là tháng 11 rồi, nghĩa là mùa đông đến rồi. Thì cái thời tiết nó sẽ có một cái sự thay đổi. Và khi nó thay đổi như vậy đấy, thì nó sẽ ít nhiều nó tác động đến sức khỏe con chim. Nhất là khi mà cái nhiệt độ nó bình thường mà nó chuyển sang lạnh, nhất là lạnh đột ngột ấy, thì chúng ta nên chú ý giữ ấm cho con chim lại. Nghĩa là buổi sáng thì chúng ta khoan hả, mở cửa thoáng ra, để chúng ta vẫn mở đèn bình thường thôi, nếu mà các bạn nào dùng đèn, để bảo đảm cái nhiệt độ cho con chim và nó thích nghi từ từ. Bởi vì thực ra thì con chim bảy màu này, cái thời tiết và nhiệt độ nó thích nghi rất là nhanh các bạn. Nhiệt độ của con chim bảy màu thì chúng ta thấy là lý tưởng nhất là từ 29 đến 31, 32 độ. Thế nhưng mà khi nhiệt độ xuống thấp thì con chim nó cũng bình thường thôi, nhưng dưới điều kiện là nó phải thích nghi từ từ. Cho nên là nếu mà chúng ta cẩn thận một chút mà vào những cái ngày mà trời chuyển lạnh mà nó hơi đột xuất ấy, thì chắc sáng sớm thì chúng ta nên chậm mở cửa thoáng ra để tránh cái sự thay đổi đột ngột của cái nhiệt độ thời tiết làm ảnh hưởng đến sức khỏe con chim. Và cuối cùng ở video này, mình muốn chia sẻ với các bạn một cái vấn đề rất quan trọng, đó là về dinh dưỡng. Vấn đề dinh dưỡng nói chung thì mình cũng có chia sẻ ở một số cái clip trước. Tuy nhiên, ở clip này thì mình muốn nói với các bạn là thời tiết nó có nhiều thay đổi, nhất là những tháng cuối năm. Thế cho nên việc chăm sóc con chim, nhất là cho con chim chúng ta ăn uống một cách đầy đủ cân đối, nhất là cái protein, thì nó sẽ bảo đảm cho con chim chúng ta vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những cái sự thay đổi nó một cách thường xuyên của cái thời tiết, nhằm giúp cho con chim chúng ta đạt một cái sức khỏe tốt nhất. Rồi, như vậy thì video này mình một mặt là mình giới thiệu với các bạn về một số cái con chim của mình nuôi. Đồng thời nhân đây thì mình cũng có chia sẻ với các bạn một cái số cái thông tin. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn, nhất là các bạn mới nuôi con chim bảy màu. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Một lần nữa, nếu các bạn thấy có ý nghĩa thì xin các bạn tiếp tục đăng ký kênh ủng hộ mình. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.